cơm ăn canh cho ba nè. Cái này là mình hồi nhỏ mà. Ba. Hoàng Diệp. Dạ. Con đến khi nào vậy? Sao mà con đến công ty á, con không gọi báo cho ba trước? Dạ. Tại nội á, kêu con đem canh qua cho ba, nên con đem qua cho ba. Ba nhớ ăn nha. Canh nội nấu hả? Ngon quá. Cảm ơn con nha. Dạ. Vậy thôi con về trước nha. Ừ. Nè nè nè, từ từ thôi, cẩn thận đó. Mà cấm con không được đi tìm người phụ nữ ấy nữa. Ừ, con tìm ai đâu má, con đâu có tìm ai đâu. Con đừng có làm bộ mà qua mặt má. Má sanh con cho nên má biết con nghĩ gì và con làm gì. Nghe đây, lần này là lần cuối nha. Má cấm con không được liên hệ gì tới cô ta. Má ơi, dù gì thì cái chuyện đó nó cũng qua lâu rồi mà má. Với lại con là chỉ liên hệ với cô ấy, con để hỏi thăm coi cô ấy khỏe không, rồi dạo này cuộc sống sao đâu. Không được, ta nói không được là không được. Ngày xưa con cũng đồng ý mà, mà cô ấy cũng đồng ý rời ra mà. Nếu lúc đó mà má không tống cổ ra khỏi nhà thì con nghĩ bây giờ con được thế này à? Hay là con muốn gia đình mình mang tiếng? Má ơi, dù sao á, cô ấy cũng là vợ của con, là mẹ của con Diệp mà má. Con đâu có thể làm ngơ được. Con nói sao? Ai là vợ của con? Nó là một con ở. Còn ai là mẹ ruột của con Diệp? Cái nhà này á, không thể có một cô dâu là người ở được đâu. Ba, chuyện này là sao hả ba? Nội, chính nội là người đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Chứ mẹ con không có bỏ nhà đi đúng không ba? Ba, nội, sao nội không trả lời con? Diệp, con không được lớn tiếng với nội như vậy. Con chỉ muốn biết lý do tại sao mẹ lại bỏ nhà ra đi mà thôi. Con à, cái chuyện này á là chuyện của người lớn, con còn nhỏ, con không có hiểu đâu. Bây giờ con lên phòng đi. Chuyện của người lớn, làm sao con lên phòng được khi mẹ con là một người đáng thương, bị chính ba và bà nội đuổi ra khỏi nhà. Tại vì mẹ con nghèo, mẹ con là người ở của ba. Ba có thể tàn nhẫn nhưng con thì không. Ba thật sự là một người đàn ông ích kỷ. Con... ba ruồng bỏ mẹ, rồi vu oan cho mẹ tham tiền rồi đi theo người khác. Ba nghe lời bà nội, giữ cái sĩ diện của gia đình này. Ba sợ mẹ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của ba đúng không? Ngày hôm nay ba còn đánh con nữa. Con ghét ba. Diệp, Diệp. Thank you.
con ở. Nếu lúc đó mà má không tống cổ ra khỏi nhà thì con nghĩ bây giờ con được thế này à? Má ơi, dù sao á, cô ấy cũng là vợ của con, là mẹ của con Diệp mà má, con đâu có thể làm ngơ được. Con nói sao? Ai là vợ của con? Cái nhà này á, không thể có một cô dâu là người ở được đâu. Chính nội là người đuổi mẹ con ra khỏi nhà, chứ mẹ con không có bỏ nhà đi đúng không ba? Ba có thể tàn nhẫn, nhưng con thì không. Bà thật sự là một người đàn ông ích kỷ. Alo, A Kha hả? Bà đang ở đâu vậy? Tôi đang có chuyện buồn, tôi qua nhà bà nha. Ừ. Sao vậy bà? Nay có chuyện gì nữa mà dọn đồ qua nhà tôi vậy? Kể tôi nghe coi. Công chúa hay là công chúa, bớt khóc giùm tôi một cái. Bà biết tôi là sợ nhất nước mắt thằng bà không? Còn không thôi thì muốn khóc thì khóc cho đã đi. Khóc cho đã cái nương khóc thoải mái lên, nhiều khi giải quyết được mọi chuyện. Ê, bình thường á, mỗi lần mà bà buồn á, tôi trải bài tarot ra, cái bà nghe tôi trải tụi bài cái là bà vui liền. Hay giờ tôi trải bài cho bà nha. Nhớ cái bài ca trải bài của tụi mình không? Hạnh phúc trải tụi bài, cô đơn trải tụi bài, buồn quá trải tụi bài, mông lung trải tụi bài, mệt quá trải tụi bài, trên dên trải tụi bài, cần thông điệp gì trải tụi bài gì, cần thông điệp gì trải tụi bài nè. Oh yeah, cắt cái đau cho cái đau. Mệt quá, làm khùng làm điên quá trời luôn rồi giờ mới chịu cười á. Bớt khóc tụi cái đi. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm á. Lúc nào cũng ở bên cạnh tôi hết. Tôi hết khóc rồi nè. Bánh bèo này. Khóc là khóc, muốn nín là nín là hả? Thì mỗi lần bà trả tụi bà cho tôi á là tôi vui à. Vậy bây giờ bà trả tụi bà cho tôi đi. Ok, chốt đơn. Vũ trụ ơi. Này có cái này nữa hả? Ừ. Để xem liệu vũ trụ muốn gửi một thông điệp đặc biệt gì đến bà nha. Bà đang gặp vấn đề về mối quan hệ. Vũ trụ tin rằng á, bước ngoặt này phải xảy ra. Mà cái bước ngoặt này rất là quan trọng với cuộc đời của bà. Tôi nghĩ là bà bóc một lá bài chủ đạo nó đi. Đây là một lá bài quan trọng mà vũ trụ muốn gửi thông điệp đến bà. Có khi bà cần liên kết với những tình huống trong cuộc sống bà
để hiểu rõ hơn về lá bài này. Ê Diệp, bà nhìn lá bài này đi. Nhớ không? Là chính lá bài này? Ừ. Có những dấu hiệu trong cuộc sống, nó lặp đi lặp lại, mình tưởng như là vô tình, nhưng đó là một thông điệp. Giống như trong cuộc sống mình, có những tình huống xảy ra làm cho mình hạnh phúc, cũng có khi làm cho mình đau khổ. Nhưng đó là một cột mốc làm thay đổi cuộc đời mình và dạy cho mình một bài học. Tôi nghĩ là tôi đang cần một thông điệp. Bà giải thích rõ hơn được không? Lá bài này là lá bài The Fool. Nó mang ý nghĩa là khởi đầu một hành trình. Bà sẽ có một hành trình liên quan đến tìm kiếm một chân lý, một sự thật nào đó. Tôi nghĩ là bà rút thêm một lá đi. Đây là lá bài 8 ly. Nó nhắn nhủ rằng hành trình sắp tới của bà sẽ rất gian nan nè, nhọc nhằn. Nhưng mà nếu bước qua được, nó sẽ giúp bà phát triển về mọi mặt thông qua việc bà đi tìm ánh sáng. Là sao? Hãy đặt xuống những thứ làm cản trở hành trình đi tìm lại chính mình và tỏ sáng nơi cuối con đường. Cuối cùng là sao? Diệp, cuộc sống của chính mình, một là đi về phía trước, hai là lùi lại. Bà đỉnh lắm luôn á nha. Tôi chủ yếu tới đây là để khóc với bà thôi à. Ai dè bà hiểu được nỗi lòng của tôi luôn. Nãy giờ đâu có nói gì đâu nghe nỗi lòng. Nãy giờ tôi nhắn nhủ với bà là thông điệp từ vũ trụ gửi cho tôi, rồi tôi gửi lại bà. Chứ tự nhiên qua nhà người ta khóc bù lu bù loa mà không kể chuyện gì nghe hết. Mà biết gì đâu mà khuyên. Mà khuyên theo kiểu bản thân, khuyên theo kiểu sao vậy? Thì tôi tu. Bây giờ tôi không kể cho bà nghe thì tôi kể cho ai nghe bây giờ? Chuyện là như vậy nè. Trời đất ơi, cái gì mà ác ôn thất đức vậy? Nghĩ sao bắt người ta xa rời nắm ruột của mình chứ? Bà kể chuyện tôi nghe giống như cái drama phim Thái tôi mới coi luôn á. Xong nãy giờ tôi lớn tiếng, tôi quên là tôi đang nói lớn tiếng với lại bác Trung với lại bà nội bà. Thì đó, bà là người ngoài mà bà còn bức xúc vậy, huống hồ chi là tôi. Rồi giờ bà tính sao? Có tính đi tìm mẹ không? Dĩ nhiên là tôi phải đi tìm mẹ của tôi rồi. Tôi mà tìm được mẹ của tôi á, là tôi sẽ ôm mẹ tôi vô lòng. Tôi ao ước có mẹ từ hồi nhỏ rồi. Mà ba với bà nội của tôi á, có cho tôi nhắc đâu. Bây giờ còn biết được thêm cái sự thật này nữa, tôi lại càng muốn đi tìm mẹ của tôi hơn. Nhưng bà có manh mối gì chưa? Chưa. Hồi đó giờ có gặp được đâu. Ê, tôi có một manh mối. Thưa giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ. Được rồi, chú ra liền. Alo, tôi nghe. Sao? Cái gì? Hoàng Diệp bỏ nhà đi hả?
Rồi đi đâu? Có ai biết đi đâu không? Rồi tìm con chưa? Rồi, cúp máy đi, để tôi gọi lại cho con. Nghe máy ba Diệp ơi. Mẹ và bé Diệp. Củ Chi. Rồi, đặt vô lẹ nè, đặt vô lẹ nè. Mở nha. Tao còn 200, tao đặt. Rồi, đặt vô đi, mở nha. Này. Trời ơi. Xin nha. Rồi, ban bầu nè. Rồi, đặt vô nè. Cho mượn 200 đi con. Rồi. Giờ còn ai đặt nữa không? Đặt vô luôn một lần nè. Nhanh lên. Bà già. Hết tiền rồi thì lượn đi. Để cho người khác còn chơi. Bà cứ đứng ở lờn vờn ở đây làm gì? Chị đứng đây để chị coi gỡ được gì gỡ. Con thở là con gỡ con. Thầy bà sắp tắt thở rồi đó. Có tiền thì chung đi. Xong hết chưa? Đặt xong hết chưa nè? Ai cua nè? Đặt vô lẻ nè. Trời ơi, nhanh lên. Khoan. Tao còn cái này. Còn thở là còn gỡ nghe con. Rồi, đặt vô. Tao đặt cái bầu. Đó. Rồi, giấy bầu đúng không? Dở nha. Ê, khoan. Cái gì? Theo như tao biết, lỗ tai tao phán đoán được, ở trong cái này, ba cái cục này không phải là bầu. Chờ đó, tao đoán nó là con cua. Rồi, vậy là con cua đúng không? Dở nha. Mày mở mày cho bà xem đi. Cái gì nữa? Mọi người có nghe tiếng gì kêu không? Có nghe không? Tiếng gì má? Cái tiếng của con gà nó gáy. Chắc chắn là con gà rồi. Tao chuyển qua tao đặt con gà. Rồi chốt chưa? Chốt. Mở nha. Rồi. Khoan. Bà mở luôn đi. Thôi mày mở đi. Rồi mở nha. Gà. Trời ơi. Ba trái bầu. Trời ơi. Thôi cho xin nha. Này có ai nè? Ê. Tay xinh nha. Nhờ ba cái tiếng gáy o của bà đó mà cái điện thoại này giờ là của tú. Alo. Dạ alo. Cho con hỏi có phải số điện thoại của dì Thúy cho thuê nhà không ạ? Tao không có cho thuê nhà con mẹ gì hết trơn á. Tao là cho vay tiền. Nếu mà cần tiền thì đến gặp tao. Còn nhà cửa mời cút. Cậu, làm ơn cho dì mượn điện thoại đi con.
kêu gì mượn lại đi, có người thuê nhà của gì á. Người ta thuê nhà rồi gì có tiền gì mà trả nợ cho con được chứ. Kêu gì mượn lại đi con. Đáng thương nhờ. Không. Con ơi, cho dì mượn lại cái điện thoại đi nha. Dì hứa với con, từ đây về sau dì không ăn thịt chó nữa. Bà hứa đó nha. Ừa. Hứa nha. Này. Ôi trời ơi, cảm ơn con nha. Alo, dì Thúy cho thuê nhà nè. Rồi đi xuống mai. Vô đây con. Đây, con thấy VIP không? Dân chung quanh ở đây tặng cho nhà cô có một cái danh hiệu là biệt thự miệt vườn. Dân chung quanh đây sống yên tĩnh lắm con, yêu thương chan hòa lắm, cô dân hòa lắm. Thằng chó kia, mày đứng lại cho tao. Giờ này mày thay đồ mày đi đâu? Mày đi gái đúng không? Mày đi nhậu đúng không? Yên tĩnh quá vậy hả? À, tập thể dục. Hai vợ chồng nó ngày nào cũng vậy con, rượt chạy vòng vòng vui lắm. Thương nhau lắm đó con. Ừ. Ở con nghe ta nói thương nhau lắm, cắn nhau đau. Hai vợ chồng nó là vậy đó. Vô coi phòng con. Đi, đi. Sao con? Không khí mát mẻ không? Dạ. Ngồi đi con. Dạ. Rồi, uống nước đi. Con cảm ơn. Dì Thúy ở Củ Chi bao lâu rồi vậy? Dì ở từ nhỏ tới lớn giờ đó con. Dạ. Ừ. Nhìn con sang trọng quá ha. Sao con không chịu thuê nhà thành phố mà về Củ Chi thuê nhà gì vậy? Dạ con tìm người thân. Vậy hả? Ồ, tìm ai vậy con? Chung quanh dì quen nhiều lắm à. Nói đi dì chỉ cho. Thiệt hả dì? Ừ. Vậy thì tốt quá. Trời ơi, tốt sao không tốt. Dạ. Con từ xa tới đây là con phải ở nhà dì. Dì giải quyết được mọi vấn đề. Dạ. Con cũng xem hình nhà mình ở trên mạng, con thích lắm. Ừ. Nhưng mà nếu con dọn vô ở, con sẽ tu sửa một số thứ và mua một số đồ cần thiết đó dì. Ừ, được. Miễn sao con cọc trước cho dì rồi cái con muốn làm gì con làm. Dì muốn con cọc bao nhiêu? Nửa năm con. Cái gì? Ừ. Tận nửa năm hả? Ừ. Con chỉ tính thuê ở tạm thôi à. Con gái. Dạ. Con có học lịch sử không? Dạ có. Con có biết vì sao mà Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán không? Sao gì? Tại vì ông đặt cọc trước đó. Nhưng mà cái này thì hơi quá. Cùng lắm là 2 tháng thôi à gì? Ừ. Tại con biết có người đặt cọc gì tới 1 năm lận đó. Nhưng tại họ ở đông quá vì không có thích. Vì thích cho thuê ít ít như vậy nè. Con chịu không? Con chịu gì gọi người ta tới nha. Ờ à, thôi 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 gì. Tính con thích nhanh gọn lẹ. Con chốt luôn. Thôi vậy cầm hết đi. Thiếu đủ con tính sau. Rồi. Coi như là xong rồi nha dì. Tiền trao cháu múc rồi nha. Uống nước không con? Uống thêm nha, uống thêm nha.